Chiến trường C. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu lịch sử hiện đại của đất nước, một lịch sử đấu tranh vì nền hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước tại chiến trường A, B, K, hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam. Hôm nay, dù với những tư liệu ít ỏi, chúng ta hãy cùng nhau bước vào một mặt trận mới, một chiến trường mới. Tuy ít được nhắc đến, nhưng không kém phần cam go. Chiến trường C. Trong thuật ngữ quân sự Việt Nam, mặt trận C được dành để chỉ Lào. Vì sao quân tình nguyện Việt Nam lại có mặt không chỉ ở Campuchia mà còn có mặt cả ở Lào giai đoạn trước năm 1975? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về đất nước này. Lào là một nước xã hội chủ nghĩa. Chính đảng hợp pháp duy nhất là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước, đồng thời là Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng. Quân đội Nhân dân Lào quy mô nhỏ, tập trung vào an ninh biên giới và nội địa, chống lại các nhóm nổi dậy và đối lập, là trụ cột ngăn chặn bất ổn chính trị, dân sự hoặc tình huống khẩn cấp, không tồn tại mối đe dọa từ bên ngoài đối với Lào. Quân đội Nhân dân Lào duy trì quan hệ khăng khít và tin cậy với quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiệp định Geneva năm 1954 kết thúc chiến tranh Đông Dương. Năm 1955, Hoa Kỳ lập một đơn vị đặc biệt thay thế Pháp chống pha thét Lào Cộng sản. Năm 1960, giao tranh bùng phát giữa lục quân Hoàng gia Lào có Hoa Kỳ hỗ trợ với bộ đội pha thét Lào. Năm 1962, cuộc chiến phát triển quy mô lớn. Pha thét Lào được quân đội và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ủng hộ. Do vị trí địa lý, biên giới lãnh thổ Lào-Việt là dãy Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã sử dụng sườn Tây Trường Sơn thuộc Lào để mở đường tiếp tế cho chiến trường miền Nam Việt Nam. Năm 1968, pha thét Lào có sự giúp sức của quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức tấn công lực lượng Hoàng gia Lào và Mỹ. Cuộc tấn công khiến lực lượng quân đội Hoàng gia Lào tan rã ở mức độ lớn. Thế lực chống cộng chính tại Lào chuyển sang lực lượng Vàng Pao do Hoa Kỳ và Thái Lan ủng hộ. Để ngăn chặn, Hoa Kỳ ném bom pha thét Lào và quân đội Nhân dân Việt Nam rất ác liệt. Từ năm 1964 đến năm 1973, Hoa Kỳ ném 2 triệu tấn bom tại Lào, gần bằng lượng bom họ ném tại châu Âu và châu Á trong chiến tranh thế giới thứ hai, khiến Lào trở thành quốc gia bị ném bom nặng nề nhất trong lịch sử nếu so với tỷ lệ dân số. The New York Times cho rằng mỗi người Lào nhận gần một tấn bom, khoảng 80 triệu quả bom không phát nổ còn rải rác khắp đất nước, khiến nhiều vùng đất rộng lớn không thể canh tác và hàng năm vẫn khiến người dân Lào bị thiệt mạng. Năm 1975, pha thét Lào lật đổ chính phủ Vương quốc Lào thân Mỹ. Ngày 2 tháng 12 năm 1975, buộc quốc vương Savarkhvatthana thoái vị, đổi tên nước thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cai Sòn Phong Vi Hẳn lập chính phủ pha thét. Tuy nhiên, xung đột giữa phiến quân của Vàng Pao với pha thét Lào tiếp tục tại các khu vực trọng yếu của Lào, bao gồm cả vùng quân sự khép kín Say Sabo gần tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Siêng Khoảng. Năm 1979, do Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Lào kết thúc quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Vì thế, Lào cũng bị Trung Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác cô lập về thương mại như làm với Việt Nam. Như vậy, bộ đội Việt Nam có mặt tại mặt trận C để bảo vệ đường Trường Sơn huyết mạch và sát cánh cùng bộ đội pha thét chiến đấu chống Mỹ, lực lượng Lào thân Mỹ và cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dưới đây là những câu chuyện tại chiến trường C của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam qua lời kể của những người trong cuộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kể chuyện
Chiến trường C, tác giả Phạm Văn Khiêm, cựu chiến binh C8-D2, E335, hành quân, mùa thu 1971, 2 giờ chiều tại Điện Biên, cấp trên có lệnh cả trung đoàn hành quân chiến đấu, quân tư trang được cấp mới 100%. Ngoài quần áo, tăng ni lông, võng, còn có thêm băng cá nhân, thuốc chống muỗi, thuốc khử trùng, nước uống, bao gạo, mặt nạ phòng độc, vũ khí có súng đạn, lựu đạn, dao găm, sẻng, gạo 7 ngày, thịt hộp, lương khô, tất cả đựng trong một ba lô đầy ắp. Bộ đội tập trung cả trung đoàn, quần áo Tô Châu mới tinh, xanh dờn. Chúng tôi ba lô lên đường, chuẩn bị bước vào cuộc hành quân. Vài chục chiếc xe tải zin xanh mui trần chờ sẵn. Chúng tôi xếp hàng chờ điểm danh. Cán bộ đại đội đọc đến tên tôi. Có, tôi đáp gọn. Từng người một trèo lên xe. Xe có hai hàng ghế dài hai bên và ghế giữa lắp tạm thời. Tất cả ngồi ngay ngắn trên ghế. Cán bộ kiểm tra lần cuối trên các xe. Rồi tiếng còi lệnh lên đường vang lên. Những chiếc xe từ từ lăn bánh. Một số đoàn đại biểu và bà con vùng chúng tôi đóng quân ra tiễn đưa. Người đi vẫy chào người ở lại. Tôi thấy các mẹ, các chị đưa tay thấm nước mắt nhìn theo chúng tôi. Trời trong xanh, những đụn mây trắng bồng bềnh. Chiếc xe lắc lư, thỉnh thoảng chồm lên vượt qua những đoạn đường đá quanh co nhằm hướng mặt trời lặn mà tiến. Những chiếc xe nối đuôi nhau cuốn bụi mù mịt kéo dài xa tắp. Có vài anh phấn chấn cất tiếng hát và lan ra cả xe, vừa hát vừa hò reo dọc đường. Một vài anh cựu binh nói với chúng tôi, ta sắp lại qua cửa khẩu Tây Trang sang Lào. Hơn 5 giờ chiều tới Tây Trang, đơn vị có lệnh nấu cơm ăn. Toàn bộ xuống xe, chúng tôi túm năm tụm ba bàn tán. Ta lại sang Luông Phra Băng. Bên ấy một số các anh đi trước đã biết. Bọn lính chúng tôi cả cũ và mới đều nhầm. Đến tối cán bộ quán triệt. Đêm nay hành quân, không ai được hút thuốc, không nói to. Tối hẳn, lệnh lên đường. Trong bóng tối, những chiếc xe đã phủ bạt kín, hình như lại quay về đường cũ. Những lắc lư xe quen. Khi chúng tôi nhận ra thì đã về qua Điện Biên rồi. Có thể đi Nam chiến đấu, mọi người thì thào với nhau chứ không dám tranh luận. Đến Mộc Châu thì trời sáng, xe và người rẽ vào rừng nghỉ chân. Thời gian này Mỹ đang đánh phá miền Bắc. Nửa đêm về tới một làng cách Văn Điển chừng 3 km, các đơn vị chia nhau vào dân nghỉ. 4 giờ chiều chúng tôi hành quân ra ga Văn Điển để lên tàu. Tiếng còi vang rền cất lên, đoàn tàu rầm rập chở quân tiến về hướng Nam. Qua Hà Nam thì trời sáng, tôi nhìn về đất mẹ mà rưng rưng lệ. Tàu vẫn đi, khi tới Ninh Bình thì bom Mỹ đánh ga Gôi, khi vào đến Thanh Hóa thì bom Mỹ ném xuống Tam Điệp. Ơn trời nên máy bay giặc đã tâm hụt chúng tôi. Tới ga Si thì đơn vị hành quân bộ vào một xã của Yên Thành. Chúng tôi dừng nghỉ ở một vùng quê, chắc cách ga tàu chừng 7 km, đơn vị tản ra theo hướng dẫn của bộ phận tiền trạm vào các nhà dân nghỉ. Tiểu đội của tôi được nghỉ tại một gia đình, hai ông bà chừng hơn 60, nhà có 5 người, một anh công tác ở tỉnh nhà, một anh cũng đi bộ đội đã vào Nam chiến đấu. Cô con gái là dân quân, nhà 5 gian rộng, có một gian được ngăn bởi liếp. Chúng tôi trải chiếu xuống nền nhà, mắc võng ngoài hiên để nghỉ. Ông bà rất quý chúng tôi. Đến bữa cơm, bà đưa lên cho bát rau, ăn thật ngon miệng. Ông bà hỏi thăm chúng tôi nhiều, nhưng sự thực, từ bé đến giờ, tôi mới được tiếp xúc tiếng địa phương miền Trung. Nhiều tiếng không hiểu nổi, cứ vâng dạ cho phải phép. Ít nhiều không khí gia đình để lại trong chúng tôi sự ấm cúng. Rồi lại những chiếc xe zin màu xanh chuyển chúng tôi đi. Trên xe cắm lá ngụy trang, chúng tôi lên xe, ngồi bệt trên sàn. Những chiếc xe có gắn đèn gầm lắc lư nối đuôi nhau trên những con đường gập ghềnh. Mọi người không ai nói với ai,
chỉ có tiếng rú ga rì rầm của đoàn xe. Xe thẳng tiến về phía tây, qua phà Đô Lương. Các anh cũ mới nói, chắc là không vào Nam vì qua đường mòn mang tên Bác, đi sang Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn. Bọn lính mới vào đơn vị chúng tôi chỉ biết nghe. Tờ mờ sáng thì qua Con Cuông. Đi đến địa phận Tương Dương thì cả trung đoàn xuống xe tạt vào khu rừng ven đường. Tôi nhanh chóng tìm nơi mắc võng. Rừng có nhiều cây to, cây bụi rậm rì. Tôi nhanh chóng leo lên võng, ngủ thiếp đi. Đến khi đồng đội gọi dậy ăn trưa. 4 giờ chiều, đơn vị đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, tư trang gọn gàng. Bắt đầu từ đây, đơn vị hành quân bộ. Hai bên đường là những dãy núi, phía dưới là sông Lam. Mỗi chặng nghỉ phải chừng 8 đến 10 tiếng đi đêm. Hành quân không ngừng, nhiều đêm khi hành quân vừa mệt vừa buồn ngủ. Trời tối đen, thi thoảng có ánh đèn pin của cán bộ chỉ những chỗ đường khó đi. Người sau nhìn người trước mà bước. Tôi cứ đi theo chiếc bát sắt lòng trắng buộc sau ba lô của đồng đội đi trước làm tiêu. Chiếc bát sắt cứ lúc lắc, lúc ẩn, lúc hiện như thôi miên. Cứ đi như thế mãi, tôi nhiều lúc như chìm vào giấc mơ, lơ đãng bước theo cảm tính. Đến các trạm nghỉ, chúng tôi phải kiếm rau rừng. Rất hay là đơn vị tôi nhiều đồng chí là người dân tộc. Mới đầu tôi thấy khó ăn, nhưng rồi cũng quen dần với các loại rau rừng. Rau môn thục, rau tai voi, rau tai chua, rau tẩu bay. Tôi biết thêm rất nhiều loại rau rừng có thể ăn được. Miền Tây Nghệ An tiếp giáp với Lào, núi non chập trùng hùng vĩ. Tuy là đường cái, nhưng nhiều dốc cao vực sâu. Chúng tôi hành quân, vượt qua Tương Dương Mường Xén, rồi đến cửa khẩu Nậm Cắn vào lúc nửa đêm. Chừng 30 phút sau thì đoàn quân lại lên đường. Bắt đầu từ giờ phút này, chúng tôi tạm xa Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả mà Tổ quốc giao cho. Tất cả thay trang phục pha thét Lào, quần áo cũng tô châu thêm cầu vai, mũ mềm có lưỡi chai cứng bằng nhựa. Khi trời gần sáng thì chúng tôi đi sâu vào rừng theo đường mòn giao liên. Đến một khoảng rừng thông, cây cao to, đơn vị dừng chân. Tôi mắc võng, nằm ngắm những ngôi sao muộn lấp lánh. Thi thoảng có tiếng máy bay vẫn còn đèn nhập nhòe của nó, nhìn như ma trời trao liệng. Thế là chúng tôi đã hành quân tới đất bạn, một nước bạn cùng chung kẻ thù. Tôi tiến bước mà lòng tự hào khi đi trong đoàn quân đó. Biết trước là chông gai, là gian khổ, là đổ máu hy sinh. Cả đoàn quân đang vững bước vì hòa bình của hai dân tộc. Đó là tất cả thôi thúc lòng tôi chân bước nhanh lên cùng đồng đội hành quân tiến về phía quân thù, để Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long, để tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Hang Ba Châu. Ở cánh đồng chum Siêng Khoảng của đất nước Triệu Voi có rất nhiều hang động. Quân tình nguyện Việt Nam thường sử dụng làm nơi trú quân trước, trong và sau các trận đánh, hay là nơi quân y sử dụng cứu thương. Hang Loa Kèn, hang Toa Tàu, hang Nậm Xiên, tùy theo đặc điểm của từng hang mà bộ đội đặt cho những cái tên hợp lý với cấu tạo địa chất của nó. Còn từ trước, dân bản địa đặt tên ra sao, chúng tôi không được biết. Hang Ba Châu, theo truyền miệng của cánh lính chúng tôi, là một cái hang dài và rộng, nhưng đã có 3 con trâu trú bom đạn bị chết ở cửa hang. Cuối năm 1971, đơn vị tôi hành quân đến hang Ba Châu để chuẩn bị giải phóng Long Trẹng. Chúng tôi phải đi ven dãy núi Phu Pha Say hùng vĩ. Đoàn quân đi xuyên trong rừng, hết vượt đèo lại xuống khe. Có đoạn lội dưới suối mấy tiếng đồng hồ, chân bị dầm nước trắng bợt. Mấy ngón chân của tôi bị nước ăn mỏng da đỏ lòm, đi rất đau. Tôi cứ nghiến răng chịu đau, tiến bước cùng đồng đội. Rừng núi Lào hiểm trở, đèo nào cũng dốc, khe nào cũng sâu. Những tầng lớp cây rừng đan xen, những cây to cao vút kết hợp với cây nhỏ đan xen phủ kín rừng. Đèo lại tiếp đèo,
Đi mãi mới hết dốc, nhiều đoạn dốc đứng, lao lên, chân người này ngang trên đầu người kia, mọi người vừa đi vừa kéo cây, nhấc mình lên mà bước. Ấy vậy, nhưng vẫn phải nhìn kỹ, vì bọn phỉ rất hay gài lựu đạn US nổ tức thì vào kẽ hai cành cây. Vừa qua đỉnh này, lại thấy đỉnh khác. Khi đi trên đỉnh núi, những bóng cây cùng áo lính lấp lóa hòa vào nhau trong mây mù lúc ẩn lúc hiện, trông giống như những thiên binh trong thần thoại. Chúng tôi đi từ 4 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều thì tới hang. Thứ tự các đơn vị vào hang. Các đơn vị bộ binh nằm gần ngoài cửa hang. Tôi cùng đơn vị nghỉ chân chờ nhận nhiệm vụ. Hang Ba Châu, ngoài cửa hang là vòm rộng cao chừng 7-8 mét. Càng đi sâu càng rộng, hang rất dài, chứa được hàng ngàn người. Phía trong hang còn có cả suối nước nhỏ, rất thuận tiện cho sinh hoạt. Trên nóc hang, nhũ đá tua tủa. Đó là thành quả của thiên nhiên, của kiến tạo địa chất hàng triệu năm. Tôi tranh thủ chui vào khe đá sát vách hang, dọn dẹp qua loa, rồi giải bạt chui đầu vào ngủ. Chỗ tôi ngủ cách cửa hang chừng 100 thước, nhưng thẳng vẫn nhìn thấy cửa hang. Vừa thiu thiu ngủ, bỗng rầm rầm, hai tiếng nổ long trời dậy đất đan xen vào nhau. Người tôi bị nén xẹp vào xó, cửa hang khói bụi mù mịt. Sự rung lắc và áp lực hơi của tiếng nổ đã làm vô vàn những nhũ đá trên khắp đỉnh hang rơi tự do xuống như một trận mưa đá to khổng lồ. Tiếng đá rơi va chạm vào nhau nghe chát chúa. Một lúc sau, bụi khói tan dần. Tôi đã nhìn thấy một vài đồng đội bị khối đá to đè hy sinh. Một số đồng đội bị thương vào đầu, mình, chân tay, máu loang đổ. Ôi mẹ ơi! Những tiếng kêu rên thảm thương, thật nao lòng. Tôi cố vùng dậy, tự nhiên thấy người như đi trên mây, nháo nhào cùng mọi người vần đá băng bó cho những đồng chí bị thương. Tai thì ù đặc, miệng chát đắng, mắt cay xè. Mọi người chỉ ra ký hiệu cho nhau để phải làm gì. Chuyển liệt sĩ cho vận tải, đưa các thương binh vào sâu cho quân y. Đến nhập nhoạng tối thì mọi việc tạm ổn. Chúng tôi mệt nhoài bùn rùn chân tay, quang cảnh heo hắt quá buồn. Hồng phúc lớn cho tôi chui vào khe đá nên thoát nạn. Đã vào hang đá tránh bom mà đâu có được an toàn, thật không thể tưởng tượng. Tôi liên tưởng ba con trâu chắc bị đá rơi. Khi định thần lại mới biết có tổ nuôi quân của một đại đội chủ quan nấu cơm gần cửa hang bị L-19 phát hiện. Bắn đạn khói chỉ đường cho phản lực Mỹ, phóng tên lửa trúng cửa hang. Đời lính quân tình nguyện của tôi trú rất nhiều hang đá trên đất bạn, nhưng hang Ba Châu là một kỷ niệm khó quên. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.